Nghệ thuật Chiki. Các em nhỏ ơi, các em đã sẵn sàng học vẽ một chú mèo Kitty nhỏ nhắn dễ thương chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là một chiếc nơ xinh xắn này. Rồi đến hai cái tai bằng hai hình tam giác nhỏ. Tiếp đến là vẽ mặt chú mèo con bằng một hình tròn như thế này nhé. Thêm mắt và chiếc mũi thật đáng yêu nữa. Vẽ phần thân của chú mèo bằng một hình chữ nhật. Một đường kẻ ngang để vẽ cho chú mèo một chiếc váy xinh xắn. Thêm những đường thẳng cho đôi chân, rồi đôi tay chú mèo nữa. Chúng ta sẽ vẽ những sợi ri mép cho chú mèo ở cả hai bên má. Và đã xong rồi, thật đơn giản đúng không nào? Vẽ thêm đường viền như thế này và chúng ta đã hoàn thành một chú mèo thật là xinh xắn. Giờ thì mình cùng tô màu thôi nào. Đầu tiên chúng ta sẽ tô màu hồng cho chiếc váy nhé. Thật là đáng yêu đúng không các em? Một chiếc nơ màu đỏ trông sẽ thật xinh đấy. Thêm một chút màu vàng cho chiếc mũi nhỏ nữa. Đây là chú mèo của chúng ta này. Các em học vẽ chú mèo con có vui không nào? Xin chào các em. Các em có biết Ariel là ai không? Cô ấy là một nàng tiên cá đấy. Những nàng tiên cá thì thường sống ở dưới nước. Hôm nay các em có muốn vẽ nàng tiên cá không nào? Đúng rồi, chúng ta cùng vẽ thôi nào. Bắt đầu với mái tóc dài và khuôn mặt cho nàng tiên cá như thế này. Rất đơn giản đúng không các em? Vẽ thêm mắt và miệng cho cô ấy nữa. Cùng vẽ tiếp nào các em. Bây giờ hãy vẽ cơ thể cho cô ấy nào. Ước gì mình cũng là những nàng tiên cá, các em nhỉ? Cuộc sống dưới nước sẽ rất thú vị đấy. Những nàng tiên cá còn có một cái đuôi nữa. Hãy vẽ cho cô ấy một cái đuôi nào. Nàng tiên cá của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm cho cô ấy những người bạn và những ngọn sông biển nữa nhé các em. Ta-da! Bản vẽ của chúng ta đã sẵn sàng. Cùng vẽ thêm một đường viền như thế này nữa. Và cùng vui vẻ với việc tô màu cho nàng tiên cá nào. Tô màu phần thân và khuôn mặt của cô ấy bằng màu da. Các em có khi nào có những giấc mơ rằng mình là một nàng tiên cá không? tiếp tục với mái tóc màu hồng. Và chiếc đuôi của cô ấy thì màu xanh da trời. Yeah! Chúng ta sắp xong rồi. Các em đừng quên màu cam cho những chú sò. Tiếp tục tô nào. Những ngọn rong biển thì màu xanh lá cây. Và một chút màu vàng, thêm chút màu xanh cho những chú cá. Bong bóng và vòng cổ của nàng tiên cá thì màu xanh lam. Vậy là nàng tiên cá của chúng ta đã sẵn sàng để trở về với đại dương rồi. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta hãy bắt đầu học vẽ bộ sơn môi nhé. Đầu tiên là vẽ một hình chữ nhật với một đường viền như thế này. Rồi thêm một hình chữ nhật lớn hơn. Rồi thêm một hình nữa, còn lớn hơn ở phía dưới. Và xong rồi. Chị nghĩ chúng ta cần vẽ sơn móng tay nữa đấy. Với một hình chữ nhật nhỏ và một hình lớn hơn với cái đầu thon như thế này. Thêm cả chiếc cọ nữa. Thật là dễ dàng đúng không nào? Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng với một hình chữ nhật ở phía cuối. Và vẽ thêm ở đây một chiếc cọ nhé. Đây chính là cây mascara phép màu của chúng ta đấy. Và rồi chúng mình cùng vẽ một đường viền thật nhanh nữa nhé các em. Tuyệt vời! Bây giờ chúng ta sẽ tô lên những sắc màu thật vui nhộn nào. Một thỏi son hồng xinh xắn. Thêm màu vàng và chút xíu màu cam cho ống. Ở đây thì thêm chút xanh lá cây nhạt và cả xanh lá cây đậm. Tuyệt vời! Màu xanh lá cây cho móng tay nữa nhé. Còn phần chai thì mình sẽ dùng màu tím. Với phần trung tâm có chút màu hồng. Thật là xinh xắn. Màu vàng và đỏ thì cho chiếc mascara của chúng ta này. Và thế là xong rồi. Đây là bộ trang điểm của chúng ta này các em. Hy vọng các em đã vẽ thật là vui. Xin chào các em nhỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ son môi bằng 3 hình chữ nhật nhé. Bắt đầu với màu đỏ. Màu xanh môi bằng 3 hình chữ nhật nhé. Bắt đầu với màu đỏ, màu xanh và màu xám. Thì là chúng ta đã có một bộ son môi thật là đẹp rồi. Tiếp theo chúng mình sẽ vẽ một hình chữ nhật thật là to và bên trong có 3 hình vuông và 5 hình tròn nhỏ như thế này. Chúng ta đang vẽ một bảng màu mắt đấy. Mình cùng tô màu lên nào. Màu xanh này. Rồi lần lượt là màu đỏ, màu tím, màu đỏ tươi, màu xanh da trời và màu hồng cho những hình tròn nhỏ. Thật là nhiều màu xinh xắn để vẽ lên mắt đúng không các em? Tiếp tục tô những hình vuông với màu vàng, màu hồng và màu xanh da trời nhé. Ôi, trông tuyệt quá! Một bảng màu mắt thật là đẹp, yeah! Giờ các em đoán xem mình cần gì để trang điểm nào? Đó là một chiếc cọ, chúng ta cùng vẽ thôi nào! Tiếp theo là tô màu cho cọ này, màu đỏ, màu xám và chút màu vàng nữa. Một chiếc cọ thật là xinh! Bây giờ chúng ta vẽ thêm một hình vuông và thêm một hình chữ nhật phía trên, rồi tô màu xanh lá cây. Màu tím. Và cả màu vàng nữa. Thật là những màu sắc vui nhộn đúng không nào? Thế là chúng ta được những lọ sơn móng tay rồi này. Giờ thì chúng mình vẽ thêm bảng má hồng nữa nhé. Vẽ một hình chữ nhật và 2 hình vuông phía trong và thêm một hình chữ nhật nữa cho chiếc gương. Xong rồi chúng ta tô màu nhé. Xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá cây, màu vàng, rồi cả màu đỏ tươi với màu xanh lam và hồng nữa. Và đây là bản má hồng thật xinh này. Bộ trang điểm đã hoàn thành rồi. Hy vọng các em đã học vẽ thật vui nhé. Xin chào các em nhỏ. Hãy cùng nhau học vẽ nào. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một bàn tay này. Rất đơn giản đấy các em. Tiếp theo là vẽ chai nước rửa tay sát khuẩn như thế này. Một cái nắp ấn phía trên nối với thân chai hình vuông, thêm những đường kẻ ngang như thế này nữa. Thêm một số chi tiết nhỏ cũng quan trọng đấy các em. Giờ thì tô màu thôi nào. Chúng ta dùng màu trái đào để tô bàn tay. Và màu xanh da trời để tô chai nước rửa tay nhé. Chúng mình sẽ vẽ thêm tay, chân và cả khuôn mặt như thế này, trông thật là đáng yêu đúng không nào? Tô màu cho mắt, tay và chân bằng màu đen. Và ở đây thì màu da nhạt. Thêm một chút màu xanh nhạt cho chai sữa tay như thế này. Và màu hồng cho mặt, tay và chân. Ta-da! Một chai nước rửa tay sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được những vi khuẩn gây hại đấy. Xem này, chúng ta đã vẽ xong nước rửa tay sát khuẩn rồi. Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay của các em thế nào? Chị mong rằng các em vẫn khỏe. Và hôm nay, chị sẽ hướng dẫn các em cách để vẽ và tô màu cho một nàng công chúa thật xinh đẹp nhé. Ôi, thật thú vị đúng không nào? Trước tiên chúng ta sẽ vẽ tóc cho cô ấy, sau đó là đường viền khuôn mặt. Và bây giờ thì thêm những bộ phận trên khuôn mặt này. Lông mày rồi đôi mắt, thêm những cái lông mi đáng yêu nữa này. Và con ngươi ở đây nữa, thật là đáng yêu. Một chiếc mũi nhỏ dễ thương và miệng thì cười tươi. Tiếp đến là vẽ cho cô ấy cái cổ rồi vai. Ở đây thì vẽ một đường cổ áo cho chiếc đầm xinh đẹp của công chúa. Phần thân trên đến chiếc thắt lưng rồi cánh tay. Cô ấy còn đeo một đôi găng tay đẹp nữa. Và nhìn vào mái tóc bồng bềnh, búi tóc xinh xắn của công chúa này. Tiếp tục vẽ các phần còn lại của chiếc đầm nào. Chúng ta sẽ vẽ thêm những lớp viên beo, bởi vì là công chúa chắc chắn phải có những viên beo này rồi đúng không nào? Và đây rồi, giờ chúng ta sẽ làm đậm các đường viền với những đường dây màu đen. Như vậy sẽ làm cho màu sắc được nổi bật hơn đấy các em. Tốt lắm, chúng ta cùng tô màu thôi, bắt đầu với màu vàng. Các em phải tô thật là cẩn thận với cọ đầu nhỏ khi tô ở trong và xung quanh các đường viền. Và các em chú ý đừng tô vào phần lông mày, lông mi hay phía trong của mắt nhé. Vậy nên các em nên sử dụng chiếc cọ có đầu thật mảnh để tô cho các bộ phận trên khuôn mặt. Và sau đó ở những chỗ rộng hơn, chúng ta có thể dùng cọ đầu to để tô. Thật là xinh đẹp! Chị phải nói rằng cô ấy trông rất vui. Tô cho phần cổ và ở đây những cánh tay nữa, xuất sắc. cùng hoàn thành phần màu sắc này nào các em. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho tóc của cô ấy bằng màu nâu. Các em nghĩ đến nàng công chúa nào có mái tóc nâu? Có thể là một nhân vật nào đó của Disney. Các em nghĩ đến ai nhỉ? Là công chúa Bạch Tuyết. Cô ấy thực sự là một nàng công chúa đúng không nào? Hay là Rapunzel? Không phải rồi, cô ấy có mái tóc màu vàng. Công chúa Tremaine từ Aladdin thì thế nào? Cũng có thể là nhân vật trong Người Đẹp và Quái Vật. Cô ấy giống như một nàng công chúa. Vậy nàng công chúa nào là nhân vật mà các em yêu thích vậy? Nào, chúng ta cùng tiếp tục với những lọn tóc dài bồng bềnh đáng yêu. Các em cẩn thận khi tô ở giữa những nét vẽ màu đen này nhé. Và nếu các em muốn thú vị hơn thì có thể tô bằng những sắc độ khác nhau của màu nâu cho tóc của cô ấy. Như vậy sẽ trông như có ánh sáng chiếu vào vậy. Những vệt nhỏ màu nâu nhạt hơn, màu nâu sẫm hơn. Các em có thể làm màu sắc đó sáng hơn nếu pha với một chút màu trắng, và ngược lại pha với chút màu đen để màu trở nên tối hơn. Quả là một cách đơn giản để tô màu cho nó nhỉ. Còn đây là phần còn lại của mái tóc. Và các em luôn luôn có thể dùng màu dạ, màu sáp hoặc là bút chì thay thế nếu các em không thích tô màu như thế này. Và đây rồi, bây giờ là thời gian tuyệt vời để tô màu cho chiếc đầm. Màu hồng tươi sáng đáng yêu cho lá cổ áo này. Thật đẹp, còn các em thích màu gì nào? Thêm đôi găng tay cùng màu hồng để hợp nhau hơn. Các em hãy nhìn xem chúng ta có những màu sắc nào. Chúng ta có màu hồng tươi sáng này, rồi màu vàng, cả màu xanh ngọc và màu cam nữa. Vậy chúng ta nên chọn màu gì cho phần còn lại của chiếc đầm này nhỉ? Các em có ý tưởng nào không? Vậy chúng ta sẽ tô màu thắt lưng sao cho hợp với màu của đôi găng tay và lá cổ áo nhé. Các em có thể tiếp tục tô cho phần dưới cùng bằng màu hồng tươi sáng thật ngọt ngào và đáng yêu. Wow, đây quả là một bức tranh thật ấn tượng. Tất nhiên các em cũng có thể chọn bất kỳ màu nào mà các em thích. Nhưng đó cũng là một ý tưởng hay khi chọn màu cho một số phần của trang phục sao cho hợp với nhau đấy. Dường như chúng ta đã hoàn thành rồi đấy, thật xuất sắc. Các em làm tốt lắm. Bây giờ hãy làm một chiếc băng đô màu xanh lá cây nào. Trông nó thật nổi bật với mái tóc màu nâu đúng không các em? Và để hợp với chiếc băng đô này, chúng ta sẽ tô màu xanh lá cây cho phần phía trên của chiếc đầm. Tiếp tục đi nào, các em đang làm rất tuyệt. Các em cũng có thể tô nhiều lớp bằng cọ đầu to hơn để điều chỉnh độ sáng, tối. Các em thậm chí có thể vẽ thêm những hoa văn lên chiếc đầm nữa. Có thể là những đường sọc, những đường xích xắc hay những hình ngôi sao, trái tim. Những màu sắc tươi sáng của chiếc đầm thực sự rất nổi bật với mái tóc của cô ấy. Tiếp đến là thời điểm tô màu cho mắt. Hãy tô màu xanh dương cho đôi mắt nhé, thật lộng lẫy. Thêm một đốm trắng nhỏ ở đây để trông chúng như đang tỏa sáng. Còn phần giữa của chiếc thắt lưng, các em hãy tô tiếp bằng màu xanh dương nhé. Đến cái miệng, rồi cái lưỡi nữa, chúng sẽ là màu đỏ. Và đây rồi, một công chúa thật xinh đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một cây đũa thần nhé. Chúng ta hãy thực hiện một điều ước kỳ diệu và cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ một hình ngôi sao thật to. Tiếp tục nào. Sau đó chúng ta sẽ vẽ tay cầm nhé. Tốt lắm các em, tiếp tục nào. Thêm những ngôi sao xung quanh nữa nhé, đúng không các em? Đúng rồi. Và tiếp tục vẽ một đường viền thật gọn gàng như thế này nữa. Ôi, đã đến lúc tô màu rồi. Chị muốn tô màu vàng cho ngôi sao. Còn các em thì sao? Phần tay cầm thì chúng ta sẽ tô màu xanh da trời và màu cam nhé. Ôi, thật nóng lòng, muốn được sử dụng cây đũa thần kỳ này quá. Các ngôi sao ở đây thì chúng ta sẽ tô những màu khác nhau nhé. Trông thật là tuyệt, đúng không nào? Và đây rồi, chúng ta đã có chiếc đũa thần kỳ diệu của nghệ thuật Chiki. Chào các em nhỏ, chúng ta hãy cùng nhau vẽ nào. Các em có biết đôi môi là một bộ phận quan trọng trên khuôn mặt của chúng ta không? Chúng mình cùng tìm hiểu xem làm sao vẽ chúng nhé. Vẽ những đường cong và nối chúng lại như thế này. Vẽ thêm một cái lưỡi. Và tất nhiên là vẽ cả hàm răng nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho cái miệng nhé. Mình sẽ tô màu đỏ cho đôi môi này. Ồ, chị thích màu này quá. Rất là hợp với môi đúng không nào? Phía bên trong thì màu vàng. Tiếp tục tô nào các em. Yeah! Bây giờ chúng ta dùng một chút màu hồng cho lưỡi nhé. Wow! Trông thật là đẹp quá. Chúng ta gần hoàn thành rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tô các màu khác nhau cho những chiếc răng. Sẽ thật tuyệt vời khi các em dùng một chút màu xanh lá cây, màu vàng, màu tím và cả xanh da trời đấy. Trông thật là đẹp đấy các em. Tô màu thật vui phải không nào? Tiếp tục tô nào các em. Sau khi tô xong hàm trên, hãy lặp lại tương tự cho hàm răng phía dưới nữa nhé. Một lần nữa, vàng, tím, xanh dương và vàng và xanh lá cây. Chúng ta đã hoàn thành bức tranh rồi. Trông mới tuyệt làm sao? Bye bye các em. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.